Chào các bạn, mình là bác sĩ Ngọc và ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn 4 cái lý do khiến cho tóc của chúng ta bị rụng nhiều hơn. Có rất là nhiều người đột nhiên chúng ta thấy là tóc chúng ta rụng rất là nhiều, đặc biệt là sau khi mà chúng ta chải tóc hay là chúng ta gội đầu, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy rất là nhiều tóc rụng mà chúng ta không hiểu nó là tại sao cả. Và bởi vì chúng ta không biết lý do là tại sao nên là chúng ta cũng không biết được cái hướng nào để mà chúng ta có thể là chúng ta xử lý cũng như là điều trị cái vấn đề tóc rụng đấy. Và trong cái video này thì bác sĩ Ngọc sẽ là chia sẻ cho mọi người để giúp cho chúng ta có thể là hiểu được những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng rụng tóc như thế. Và từ khi mà chúng ta đã biết được cái nguyên nhân đấy rồi ấy, thì chúng ta sẽ có những cái hướng, những cái cách để chúng ta có thể là chúng ta tự điều trị rụng tóc tại nhà được. Ok, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung ngày hôm nay luôn của chúng ta. Cái nguyên nhân đầu tiên mà thường làm cho cái tình trạng rụng tóc của chúng ta, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ hay là nữ giới, đó là thay đổi nội tiết tố. Đây là một trong những nguyên nhân mà gần như chị em nào chúng ta cũng sẽ là trải qua, đặc biệt là ở cái giai đoạn mà tiền mãn kinh hoặc là kể cả cái giai đoạn mà sau khi mà chúng ta sinh con. Tại thời điểm đấy thì nó làm cho cái nội tiết tố chúng ta thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là hormone estrogen. Và khi mà cái sự thay đổi về hormone estrogen này nó làm cho chúng ta dẫn đến cái tình trạng tóc nó rụng nhiều hơn, đặc biệt là cái tình trạng mà người ta gọi là rụng tóc ở nữ giới, tức là nó có luôn một cái bệnh lý người ta đặt tên là rụng tóc ở nữ giới. Cái tình trạng rụng tóc này thì thường nó sẽ là xuất hiện ở đỉnh đầu và bắt đầu nó sẽ lan ra xung quanh. Nó rụng từ đỉnh đầu rụng dần và người ta còn gọi tên một cái tên khác nữa gọi là rụng tóc rừng thưa, tức là nó thưa dần cái sợi tóc của chúng ta. Thì đối với cái nguyên nhân này ấy, thì có thể là do cái thứ nhất là chúng ta là bước vào cái độ tuổi tiền mãn kinh này, do cái việc mà thay đổi cái nội tiết tố của chúng ta. Có những trường hợp là sau khi mà chúng ta mang thai thì chúng ta cũng sẽ là gặp những tình trạng như này. Hoặc là có một số những trường hợp mà khi mà chúng ta có bệnh lý về tuyến giáp, giống như là chúng ta cường giáp hay là suy giáp, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề liên quan đến cái nội tiết tố và dẫn đến cái tình trạng rụng tóc như thế này. Đối với những cái bệnh lý liên quan đến tuyến giáp ấy, nếu như mọi người mà có bệnh lý như là bướu giáp hay là những cái u ở giáp chẳng hạn, thì lúc này mọi người cần phải điều trị cái gốc rễ của nó, chính là cái nguyên nhân ở tuyến giáp. Tức là chúng ta cần phải gặp bác sĩ về nội tiết tố để chúng ta xử lý cái chỗ đấy cái đã. Và nếu như mà cái tuyến giáp nó được giải quyết rồi thì cái tình trạng rụng tóc nó sẽ là không còn nữa. Còn đối với cái vấn đề liên quan đến mang thai hay là tiền mãn kinh ấy, thì có thể là cái tình trạng rụng tóc nó vẫn kéo dài sau đấy, hoặc là khi mà nó rụng rồi nó làm cho cái tình trạng là tóc của chúng ta thưa đi rất là nhiều. Bởi vì thế mà chúng ta cần có những cái điều trị lúc đấy để giúp cho cái việc mà cái sợi tóc của nó được mọc nhiều hơn, cũng như là cái sợi tóc nó sẽ là dày hơn của chúng ta. Thì đối với việc mà điều trị rụng tóc ấy, thì bác sĩ Ngọc sẽ có một cái video sau để có thể là giúp cho mọi người có thể là chúng ta biết được cái cách để mà chúng ta điều trị tại nhà. Nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ là có một số những cái kem để mà chúng ta điều trị, giống như là minoxidil, redinin hay là một số những cái kem dạng corticoid để mà chúng ta có thể là bôi vào cái chân tóc để giúp cho cái việc mà điều trị cái rụng tóc đấy. Video sau thì bác sĩ Ngọc sẽ làm về cái phương pháp để chúng ta điều trị nó sẽ rõ ràng hơn. Ok, đấy là cái nguyên nhân đầu tiên mà phần lớn chúng ta hay gặp phải khi mà chúng ta bị vấn đề rụng tóc. Và cái nguyên nhân này thì chúng ta cần phải điều trị rồi. Trừ cái tuyến giáp thì chúng ta phải điều trị luôn cả cái bệnh tuyến giáp nữa. Một cái nguyên nhân thứ hai nữa mà nó cũng sẽ làm cho chúng ta cái tình trạng rụng tóc nó sẽ xuất hiện nhiều hơn, đó là sau khi chúng ta sử dụng một cái thuốc điều trị bệnh nào đấy. Tức là do cái tác dụng phụ của một cái thuốc nào đấy nó làm cho chúng ta rụng tóc. Nhiều khi bình thường chúng ta chả sao cả, và sau đó khi mà chúng ta đi khám một bác sĩ về và chúng ta được kê một cái đơn thuốc để mà điều trị một cái bệnh lý nào đấy, và sau đó về một thời gian chúng ta bắt đầu thấy là tóc của chúng ta trở nên rụng nhiều hơn. Bởi vì người ta thấy là gì, một số thuốc khi mà chúng ta uống vào cái tác dụng phụ của nó làm cho tình trạng rụng tóc. Ví dụ như là đối với thuốc để mà điều trị huyết áp, đặc biệt là trong cái nhóm thuốc kẹm beta ấy, thì khi mà chúng ta uống vào thì nó sẽ là làm cho cái tình trạng là tóc rụng nhiều hơn. Bởi vì thế nếu như mà chúng ta bị bệnh lý huyết áp thì chắc chắn chúng ta phải điều trị rồi, đúng không nhỉ? Nhưng mà chúng ta có thể là nói chuyện với bác sĩ về cái tác dụng phụ của cái rụng tóc, để liệu chúng ta có thể là thay một cái nhóm thuốc khác được không để hạn chế cái tình trạng rụng tóc này. Thì đấy cũng là một cái hướng để mà chúng ta xử lý đối với tình trạng rụng tóc. Một cái nhóm thuốc thứ hai nữa mà chúng ta cũng có thể là có nguy cơ dẫn đến cái tình trạng rụng tóc, đó là cái nhóm thuốc điều trị trầm cảm ấy. Một số những cái trường hợp mà khi mà chúng ta có những cái thuốc để mà điều trị chứng trầm cảm thì nó cũng làm cho cái tình trạng tóc rụng nhiều hơn rất là nhiều. Hoặc là sau một cái đợt mà chúng ta uống cái thuốc tránh thai ấy và chúng ta dừng đột ngột, nó cũng có nguy cơ nó dẫn đến cái tình trạng là rụng tóc này của chúng ta. Thì đấy là một số những cái để mà chúng ta sẽ hiểu được những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng rụng tóc sau khi mà chúng ta sử dụng một số những cái thuốc nào đấy. Và đối với những cái này thì chắc chắn là
chúng ta có thể là đổi cái nhóm thuốc để mà chúng ta điều trị, hoặc là khi mà chúng ta kết thúc cái liệu trình điều trị đấy thì cái tình trạng rụng tóc nó sẽ là giảm đi. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến cái tình trạng rụng tóc để mà chúng ta biết được. Cái nguyên nhân thứ ba nữa mà dẫn đến tình trạng rụng tóc nữa, đó là do cái việc mà thiếu hụt cái chất dinh dưỡng nuôi ở cái chân tóc của chúng ta. Chúng ta đều biết được là giống như cơ thể chúng ta đúng không nhỉ, sợi tóc của chúng ta cũng thế, nó sẽ cần chất dinh dưỡng để nó bổ sung ở trong cái sợi tóc. Thường là cái nhóm chất dinh dưỡng để bổ sung cho tóc nó chủ yếu là cái dạng protein, cũng như là một số những cái dạng vitamin như là sắt, như là kẽm, biotin hay là lecithin. Và một số những cái nhóm đối tượng mà khi mà chúng ta tiến hành một cái giai đoạn gọi là giảm cân đấy ạ. Có rất là nhiều người khi mà chúng ta nhịn ăn để giảm cân, hoặc là chúng ta ăn một cái chế độ ăn để mà giảm cân ấy, và sau đó một thời gian thì chúng ta thấy là tóc của chúng ta rụng rất là nhiều. Thì đấy cũng là một cái nguyên nhân, nó do cái việc mà chúng ta nhịn ăn, chúng ta thay đổi chế độ ăn đột ngột, nó làm cho cái việc mà cung cấp chất dinh dưỡng cho cái sợi tóc nó không đủ, và dẫn đến cái tình trạng là tóc bắt đầu yếu dần và rụng đi. Thì đấy cũng là một trong những cái lưu ý, nên là ở đây chúng ta nên ăn một chế độ ăn khoa học chứ không phải là nhịn ăn. Ngoài ra thì đối với cái nguyên nhân này thì mọi người có thể là bổ sung thêm một số những cái chất dinh dưỡng cho tóc, cũng như là một số những cái vitamin cần thiết cho tóc như là sắt, như là kẽm, như là biotin hay là lecithin. Thì đấy cũng là một trong những cái để mà chúng ta có thể là giải quyết đối với cái nguyên nhân như thế này. Chúng ta còn một cái nguyên nhân nữa, một cái nguyên nhân cuối cùng nữa mà cũng rất là nhiều người chúng ta bảo là cũng không phải là do nội tiết, cũng không phải là do uống thuốc gì mà tự dưng nó bị rụng tóc như thế, Đặc biệt là sau cái giai đoạn mà khi mà chúng ta cái đợt mà dịch Covid này, rất là nhiều người rụng tóc sau những cái đợt bệnh cái dịch Covid này đúng không nhỉ? Thế thì một trong những cái nguyên nhân ở đây nữa là gì? Đó là do cái sang chấn. Tức là một cái sang chấn đối với cái cơ thể của chúng ta có thể là một tình trạng stress. Khi mà chúng ta bị stress nha, vẫn có nguy cơ nó làm cho cái tình trạng tóc của chúng ta rụng. Mọi người để ý mà xem. Khi mà bắt đầu là chúng ta thấy là đặc biệt là những người thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là khi mà chúng ta bị nhiễm Covid, và lúc đấy chúng ta bắt đầu chúng ta stress, chúng ta lo sợ. Tức là nhiều khi không phải là do cái Covid nó làm cho chúng ta rụng tóc, mà nó cái do cái lo sợ của chúng ta, cái stress nó làm cho rụng tóc. Hay là cũng rất là nhiều người khi mà chúng ta tiêm vaccine cũng thế, chúng ta cũng lo lắng về cái việc mà có không biết là có vấn đề gì xảy ra hay không, và nó làm cho chúng ta bị stress và dẫn đến cái tình trạng là rụng tóc do cái vấn đề stress, cái sang chấn như thế. Hoặc là nếu như mà sau một cái trận ốm cũng thế, rất là nhiều người sau khi mà chúng ta trải qua một cái giai đoạn, một cái trận ốm, có thể là một cái cơn sốt kéo dài, một cái tình trạng viêm nhiễm nào đấy, thì lúc đấy chúng ta cũng có thể là dẫn đến cái tình trạng rụng tóc. Tuy nhiên thì đối với cái stress hay là rụng tóc ấy, stress hay là những cái sang chấn tâm lý như thế, hay là những cái tổn thương như thế, thì thường nó rụng sau đấy tầm khoảng 2 tháng và chúng ta không hiểu được. Tức là nhiều người là chúng ta bị Covid đúng không nhỉ? Hay là có những người khi mà chúng ta tiêm vaccine xong, hoặc là có những người mà chúng ta bị một cái đợt ốm xong, lúc đấy nó chả rụng gì cả, nhưng mà sau 2 tháng sau nó bắt đầu nó rụng. Cái này thì nó sẽ liên quan đến cái chu kỳ mọc của cái sợi tóc, tức là cái giai đoạn chuyển tiếp của cái sợi tóc, và nó cần 2 tháng sau thì lúc này bắt đầu nó mới có cái tình trạng là rụng một loạt như thế. Thì đấy là một số những cái để mà chúng ta hiểu được là tại sao là bây giờ mình thấy bình thường rồi, nhưng mà tại sao mình rụng tóc? Bởi vì 2 tháng trước có thể là chúng ta có một cái sang chấn nào đấy, có một cái stress nào đấy, có một cái tác động nào đấy, có một cái bệnh lý nào đấy ở cái 2 tháng trước đấy. Thì đấy chính là những cái nguyên nhân nó làm cho chúng ta dễ bị rụng tóc hơn. Và một số những cái thì chúng ta có thể là chúng ta cải thiện được, chúng ta sẽ là hạn chế nó. Nhưng mà ít nhất để chúng ta hiểu là tại sao mình lại rụng tóc như thế. Có rất là nhiều người sợ bây giờ không biết là rụng tóc có phải là do bị ung thư hay bị gì không, và rụng tóc đúng không nhỉ? Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ làm cho chúng ta lo lắng. Và cái việc mà chúng ta lo lắng nó lại làm cho cái việc rụng tóc nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thế thì đấy là một số những cái nguyên nhân. Ở đây bác sĩ Ngọc liệt kê các bạn là 4 cái nguyên nhân chính có thể nó sẽ làm cho chúng ta dẫn đến tình trạng rụng tóc. Ngoài ra thì có một số những nguyên nhân nữa liên quan đến việc mà nấm hay là những cái bệnh lý miễn dịch hay là lupus ấy, thì những cái đấy thì thường nó sẽ ít hơn, thì bác sĩ Ngọc sẽ không đưa vào trong cái video này. Thì đấy chính là những cái nguyên nhân, hy vọng là sau khi mà chúng ta xem cái video này thì chúng ta sẽ hiểu được những cái nguyên nhân của bản thân mình, cái rụng tóc nó là do gì, để tránh cái tình trạng mà chúng ta lo lắng quá mức. Nếu các bạn có bất kể những cái câu hỏi nào, các bạn cũng có thể là comment ở dưới cái video này. Sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ làm những cái video tương tự để có thể là trả lời cho mọi người. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.